Mở FPT Play. Đang mở FPT này. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhạy luôn. Đó, nha. Mở Clip TV. Tôi đã thử tìm trên nhưng nội dung này không có mặt, không phát được vào lúc này. Chào bác. Các bác nào đang sở hữu một chiếc TV thông minh hay là một chiếc Mi Box như của em, hoặc là một chiếc box Android nào đó chạy Android TV mà lại vướng phải trường hợp như em không? Hiện tại em đang có một cái điều khiển theo máy, theo chiếc Mi Box của em ấy, nó không có điều khiển giọng nói mà đến bây giờ thì thực sự là rất là bất tiện. Bây giờ em dùng, ngày xưa em dùng thói quen rồi, nhưng bây giờ hôm trước em có mua một cái FPT và Lay Box đời 2019 ấy, đây này. Đấy, đem lắp ở phòng ngủ của em. Và nó có cái điều khiển giọng nói này rất là tiện luôn. Ấn một phát là mình đọc là nó sẽ xuất ở bên trong. Nhưng mà chiếc theo của chiếc Mi Box này nó không có. Thế là em rất là nản luôn. Thôi, nghe nói là trên mạng nó cũng bán nhiều. Hiện tại thì mua những cái điều khiển với giọng nói nó hơi khó. Thôi, ở trên mạng bán nhiều thì em lại lên Shopee em mua nhá. Để về dùng thử, dùng thôi, để về dùng thôi. Chứ nếu mà dùng cái này nó bất tiện, nó mở cái nhạc gì nó khó. Trong khi đó như cái kia mình chỉ nói phát là xong. Ok, Sophie, tiếp tục. Và sau 2 ngày thôi, sau 2 ngày thì em đã nhận được sản phẩm rồi các bác nhé. Đó, một chiếc điều khiển mà em đã chọn chiếc Q6 ấy. Đây, đấy, ngoài hộp thì đóng gói đơn giản này thôi. Và sau 2 ngày em đã nhận được. Người ta chuyển cho em từ Vĩnh Phúc. Giá là cả vận chuyển và nữa là 145.000, tất cả là 145.000. Đấy, bây giờ em sẽ khui nhá. Đây luôn. Ok. À, các bạn thấy không? Đó, hôm trước em chọn đấy. Dewin, robot. Và hoàn toàn là tiếng Việt hết, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, hộp nó thì đơn giản như vậy thôi, toàn tiếng Việt thôi. Đó. Đây, các bạn nhìn đây. Số tài hotline của hãng này, điều khiển bằng giọng nói này, hỗ trợ học lệnh hồng ngoại cho tất cả các phim. Thì hôm trước em có, hôm qua hôm kia em có xem ấy, thì chỉ em rất thích cái điều khiển của FPT Play, bởi vì nó có thêm một cái chức năng để gửi TV này. Cái này em không cần dùng để gửi TV luôn, mà em hoàn toàn chỉ dùng một cái thôi. Thì bây giờ em lên trên Shopee em tìm thì rất là nhiều, thì em mới chọn một cái này sẽ có điều khiển cả TV luôn, đúng không? Đó, có điều khiển này. Đây, đây là hướng dẫn cách chúng ta sẽ hướng dẫn cách anh các cách mà các bác có thể học được lệnh này. Đó, hộp đơn giản vậy thôi. Bên này nó ghi là dùng được cho tất cả các máy PC và TV, Android TV box, máy chiếu này, mini PC này, HTPC hay là Android TV box. Ở đây hai cái này ghi Android TV box này. Đó, dùng cho các những cái đấy. À, ở đây này, đó, hiểu rồi. Android TV box, mini PC, Smart TV. Tên chỉ khác nhau thôi, chứ còn nó lại là nội dung là như vậy. Ok, và là được sản xuất tại Trung Quốc nha. Không biết là cái hãng này là hãng của Trung Quốc hay là hãng của Việt Nam, chỉ biết là họ tên Việt Nam rất là đầy đủ thôi. Ok. Đây, khá là nhỏ nhắn, cảm giác như nó cũng nó còn nhỏ hơn cả cái điều khiển của chiếc gốc theo chiếc Mi Box của em, mà nó cũng trông nó giống giống vậy nhỉ. Đấy, móc vào nhá. Đây, các bạn này. Đó. Thì ở đây nó sẽ có một cái kết nối là các bác sẽ cắm vào cái đầu Android Box, đầu Mi Box. Chút nữa em sẽ cắm vào em thử luôn. Ở trong này thì các bác sẽ lắp là hai viên pin AA3A hay gọi là pin đũa ấy. Đó. Thiết kế thì nó thuộc dạng, đúng là các loại rẻ tiền thì thực sự là cũng cũng bình thường thôi, em thấy nó không cao cấp cho lắm. Đây, nó có thể nhìn thấy này, những cái đèn khớp này nó không được đều này. Cái này này ra có hơn 100.000 thì không còn đổi bao nhiêu. Đây, chiếc điều khiển của theo máy Mi thì rất là xịn, rất là chắc chắn này, nên chiếc này thì nhẹ nhàng hơn.
nhưng mà thiết kế khá là giống. Đây sản phẩm có một cái cổng hồng ngoại này các bạn này. Đó. Ok, bây giờ em sẽ lắp pin vào đấy nhé. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đó, em sẽ lắp pin vào chỗ này. Là mua cái này thì nó cũng rẻ, đành làm tội gì không mua phải thử đúng không các bác? Em thấy giống cái này thì em thấy tiện, em học thử xem được tivi không này. Đây em có cái điều khiển tivi của em này. Đấy, bình thường em vẫn phải dùng này. Cái tivi này này, điều khiển của tivi LG. Bây giờ chúng ta sẽ là giữ phím muốn gắn lệnh trên điều khiển khi nó nháy nháy như này. Sau đó là để cái này lên. Đó, giữ phím tivi nhá. Đó, nó nhảy nhảy lên kiểu của con theo. Ok. Ok, nhận luôn rồi. Rất là nhạy luôn. Đó, nó nhận lại cái tivi rồi nhá. Bây giờ em sẽ lắp cái này vào tivi box nhà em và em sẽ thử xem nào nhá. Đây. Em đang sử dụng một cái mi box. Ở đây nó có một cổng USB này. Cái này thì chỉ có một cổng USB thôi. Và em sẽ cắm vào đây nhá. Ok, bây giờ em thử xem được cái tivi nào. Đây, à, đây win này. Tắt tivi nhá. Đó, tắt được luôn. Qua đây không? Em lại mở lên này. Đó, mở luôn. Là cái lệnh được cái tivi đã nhận rồi. Đấy. Về chiếc tivi bóc nhá. Đó, ấn vào luôn này. Ấn home thôi này. Phát được home này. Đó, ấn đây này. Lên xuống này. Hoàn toàn điều khiển bình thường như chiếc mi bóc thôi. Thì cả các phím ấn khá dễ. Và các bác có thể nhìn thấy này, nó khá là giống chiếc điều khiển gốc của Vivox này. Giống nhau nhiều lắm. Bên này thì nó là nút quay lại này. Vivox thì ở giữa đây. Nút home thì ở đây. Đó. Và phím menu thì không có. Không có phím menu ở đây. Em nghĩ chắc là ấn giữa bởi vì là điều khiển Vivox ở giữa này. Đây chắc là ấn giữa là phím menu. Điều khiển đấy mình không quan trọng. Và quan trọng là cái phím bên này. Đó, quan trọng là cái phím điều khiển không nói. Em thử nhá. Mở phim Châu Tinh Trì cho tôi. Đó. Rất là nhạy luôn này. Qua thấy không? Rất là nhạy luôn. Đấy, điều khiển này. Ok, nó đang loát rồi. Cái, chắc là cái mạng này em đang yếu nhá. Em lại mở lại khác nhá. Đây, mở lại này. Mở FPT Play. Đang mở FPT Play. Đó, qua thấy không? Rất là nhạy luôn. Nha. Mở clip TV. Tôi đã thử tìm trên nhưng nội dung này không có hoặc không phát được vào lúc này. Tuyệt vời rồi các bác. Phim Châu Tinh Trì. Ok, tôi đang bật phim Châu Tinh Trì trên YouTube. Rất tiếc đã xảy ra lỗi. Khi bạn đã sẵn sàng, xin hãy thử lại. Ok, các bạn thấy không? Rất là nhạy luôn nhá. Em sẽ không cần phải gõ phím hay là gì cả, mất thời gian, mà em sẽ dùng luôn cái chức năng này. Đó, cũng bỏ luôn cả cái điều khiển TV thì cũng không cần dùng nữa bởi vì ở đây có to nhỏ luôn này. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ là chức năng ở bên ngoài, bây giờ em sẽ vào YouTube nhá, em tìm thử. Bây giờ em rất là khó khăn khi em dùng cái mi bóc này, em gõ những cái này nhá. Nhưng bây giờ em sẽ nói luôn để cho nhanh này. Thần bài Châu Tinh Trì. Em không hiểu tại sao như vậy. Có lẽ là đây, mở lại nhé. Doraemon. Đó, đang loát này. Không hiểu sao bà Google bà không đọc nữa. Đấy, nghe tiếng bà Google rất là hay nhưng không hiểu sao không đọc nữa. Có lẽ là mạng em đang chậm các bạn. Đấy, nó quay mãi nó không vào này. Đó. Qua đây không? Rất là nhạy luôn. Em thích cái này. Ok, thoát ra màn hình chính này, rất là nhanh luôn. Xem nào, chức năng tìm kiếm ở trong FPT Play thì nó sẽ hoạt động hay không nhé. FPT Play là nó cũng sẽ có tìm kiếm. Và cái này nó tương thích rất tốt bởi vì thực ra là cái đầu Mi Box thì em đang dùng ấy. Nó là cái đầu Mi Box đang dùng thì em đang dùng là cái đầu gì? Đầu Android TV. Các bạn lưu ý là Android TV khác mà những cái đầu Android Box mà nó chạy hệ là Android nó lại khác nhé. Là phải Android TV trên những TV Android này. Đó, trên những thiết bị Mi Android Box, ví dụ như là Mi Box hoặc là những FPT Play hay là
Clip TV thì là nó sử dụng Android TV, cái giao diện mà nó giống như là màn hình chính em chỉ có đấy, giao diện như này. Thì nó mới dùng cái điều khiển này nó dễ rồi nhé. Còn những cái thiết bị như là Android TV Box của Q8 của gì hãng nhá ở Trung Quốc ấy, thì nó rất là khó để thiết lập như cái này. Bởi vì bản thân em không có cái nào để em thiết lập, nhưng mà dùng cái này rất là dễ này. Tất cả những ứng dụng của FPT của Android TV nó đều có thể sử dụng được cái điều khiển này một chạm luôn. Đó các bác nhìn thấy không? Ở trên này nó có một cái tìm kiếm, em sẽ ấn vào đây và em sẽ ấn vào giọng nói luôn, chứ em không cần đấy. Này, ấn vào này, phim hài, đấy, nó nhận luôn, rất là nhanh này các bạn thấy không? Đó, phim tuyển tập phim hài Ấn Độ đặc sắc này, đó, rất là dễ này. Em thử đọc cái văn bản nó dài một chút xem nhé. Đọc cái văn bản nó dài một chút xem nào. Ấn này thôi. Đó, bạn có thể mở cho tôi một bộ phim hài hay nhất vào năm 2019 được hay không? Đó, nó nhận dạng đầy đủ luôn các bác thấy không? Ngày xưa ở một làng nọ có một làng bạch tuyết cái gì kể chuyện cho các bác nghe thử xem là điều khiển này nó có ghi đủ hay không, có nhạy hay không, các bác thấy có tuyệt vời hay không đó các bác có thấy không? Nó ghi rất là dài luôn. Cái điều khiển này nó thực sự là nếu mà trong cái phân khúc giá chỉ tầm khoảng hơn 100.000 thôi thì khỏi suy nghĩ luôn. Đó, các bạn em mua có hơn 100.000 và đầy đủ chức năng. Em chỉ tiếc một cái điều ấy, chỉ tiếc một cái điều duy nhất thôi là cái điều khiển này bắt buộc chúng ta sẽ phải mất một cái cổng USB ở trên chiếc Mi Box, mà cái Mi Box của em ấy, nó chỉ có một cổng USB thôi. Thế nên khi em dùng cái điều khiển này thì em sẽ không cắm được ổ cứng ngoài để em xem phim 4K hay là xem phim ở trên ổ cứng được nữa. Cái điều đấy là cái điều em buồn nhất. Chứ nếu mà giống như cái điều khiển FPT ở đây ấy, điều khiển của em đây này. Điều khiển này là nó thiết kế cho FPT Play ấy, là nó sẽ dùng Bluetooth và nó sẽ không phải mất cái cổng kết nối ở trên cổng USB kết nối ở trên box, là dùng rất là dễ. Cái này thì mất kết nối rồi nhưng dùng rất là sướng mà. Thực ra là rẻ tiền, nó thiết kế thì không được đẹp cho lắm nhưng mà dùng cũng xứng đáng với cái tầm tiền mình mua. Đó, đấy các bác là đang là sở hữu mà một cái Android Box hay là một cái Mi Box mà các bác không có điều khiển bằng giọng nói thì các bác có thể mua cái này nhá. Ở trên Shopee em mua hơn 100.000 rồi, rất đáng tiền luôn, thực sự như vậy. Dạ, cảm ơn các bác xem clip. Nếu các bác thấy hay thì các bác cho em một like nhé. Các bác subscribe kênh YouTube của em sẽ sớm đưa những clip về những cái thiết bị hay nhất mà em có từng mua trên Shopee. Còn nếu các bác muốn mua cái gì đó, các bác lan tăn, các bác có thể yêu cầu em bằng comment bên dưới. Em sẽ mua thử cho bác xem luôn và review các bác xem thực tế là sản phẩm mình dùng có tốt hay không. Đó, cái này là một cái rất là tốt đúng không?